Dạ vâng ạ, Alun Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác và kính thưa các thân mến. Trong clip tiếp theo này thì em xin được trân trọng giới thiệu quảng cáo và review. Đặc biệt em sẽ quay chi tiết phần nội thất của những bộ mic không dây hàng mới tinh nguyên hộp xốp được nhập khẩu chính ngạch đầy đủ COCQ. Thưa các thân mến, trước màn ảnh nhỏ của toàn thể các bác đó là những bộ mic không dây được mang trên mình thương hiệu BS Audio, mã số là VX9. Đây là những bộ mic không dây thuộc phân khúc cao cấp của PS. Thưa các bác, sử dụng hai tai mic, đó là dòng 6 số có chế độ tự ngắt. Thì hôm qua em đã giới thiệu và review cũng như chia sẻ toàn thể các bác đó là hàng về rất nhiều rồi. Thì các bác bảo là hãy quay nội thất để cho anh xem. Thưa các thân mến, hàng đẹp thì em sẵn sàng trưng nội thất luôn, không có gì phải ngại. Người ta bảo là đẹp đẽ thì khoe ra, đúng không ạ? Xấu xa thì phải đậy lại. Đây, hàng của em nó đẹp, em sẵn sàng khoe ra cho toàn thể các bác. Dòng sản phẩm rất là chất. Em chỉ quay thôi, các bác chỉ cần xem là các bác đánh giá được, đúng không ạ? Là các bác biết được cái chất lượng của bộ mic này. Thưa các thân mến, hiện tại em đang chào bán giá của bộ mic BS Audio VX900 này là 4.500.000 đồng. Em bao ship tới tận nhà toàn thể các bác. Những bộ mic này em nhận ship code COD các bác nhé. Nhận ship code COD, các bác nhận hàng thanh toán tiền. Đây là nội thất của đầu mic mẹ. Các bác nhìn rất đẹp thưa các bác. Còn đây ạ, vỉ các bác nhé, của tay mic con. Đây, vỉ của tay mic các bác nhìn này. Nó rất đẹp thưa các bác. Xứng đáng với cái giá tiền các bác bỏ ra. Rất xứng đáng. 4.500.000 đồng. Em phải nhấn mạnh giá liên tục. Đôi khi là trong video báo giá liên tục nhưng các bác vẫn hỏi giá bao nhiêu tiền. Đấy, 4.500.000. BF Audio V900. Đây là củ mic các bác nhé. Các bác xem này, củ mic rất đẹp, rất chất thưa các bác. Tiếp giáp với củ mic đó là đúng 2 chân đồng. Đây các bác xem này, quá ưng đúng không ạ? Lưới các bác nhá, hợp kim chống rỉ. Đấy, chống han đấy các bác ạ. Ok chưa? Đó, em tháo hết ra cho các bác xem. Đây dây kết nối này, đây dấu anten này các bác này. Bộ này rất là hay. Giá vừa tầm tiền, được nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ COCQ và đầy đủ VAT các bác nhá. Tiếng mic dày dặn, sóng tốt và không bị vỡ tiếng. Tiếng mic dày ấm. Tất nhiên là bán hàng thì ai cũng khen hàng mình tốt, nhưng mà về bản thân em đánh giá bộ mic này là được so với giá tiền của các bác bỏ ra. Nó cũng không dám sánh với những bộ mic 6 triệu hay là 7 triệu hay là 8, 9, 10 triệu hoặc là vài chục triệu, nhưng với giá 4 triệu rưỡi các bác bỏ ra, bộ mic này hoàn toàn xứng đáng. Âm thanh rất hay thưa các bác. Sóng khỏe, bao cho các bác của anh em sóng xa 50 mét quay đầu không hụt sóng, không mất sóng, sóng ổn định. Ở trên thị trường thì có nhiều anh em giới thiệu review ở sóng xa 200m, 300m, 400m. Thưa các thân mến, nếu mang bộ mic này ra ngoài đường thì kể cả là 500m sóng của nó vẫn có mọi người nhé. Nhưng nếu sóng của một sản phẩm thực tế, kể cả là hàng xịn các bác nhé, trừ xua được khoảng 100m quay đầu, trừ xua xịn của Mỹ, giá vài chục triệu một bộ. Còn những bộ mic bình thường, kể cả là BBS hoặc là những dòng mic gì chăng nữa, công ty họ chỉ bao cho 50m thôi các bạn. Còn anh em giới thiệu bảo là sóng xa 100-200m, ok. Bộ này nếu em mang ra ngoài đường, đây, em mang ngoài đường và em chạy thẳng cái đường này thì kể cả là một cây các bác nhé, sóng của nó vẫn còn. Đấy, nhưng nó không ổn định. Ví dụ như là cứ cầm mic đi alo alo thì nó là bình thường mọi người nhé. Sóng đấy ạ, thì những cái dòng sóng xa nhất em được biết đó là Shure các bạn. Shure là sóng xa nhất, dòng Shure một tay. Đấy, chuyên biểu diễn ở sân khấu chuyên nghiệp ngoài trời đấy ạ. Thì sóng công ty họ chỉ bao cho 100m thôi các bác nhé. Em thì cứ giới thiệu đúng, giới thiệu chuẩn chứ không phóng đại các bạn. Đấy, em bao cho các bác là 50m. Đấy, hát trong nhà anh em đi làm sự kiện thoải mái các bác nhé. Đấy, sâu tiệc cưới, hội họp sinh nhật thôi lôi, nói chung là tất cả các sâu thoải mái về phần sóng.
em ban cho các bác là sóng tốt. Ok, rất là cảm ơn các bác. Các bác thân mến, các bác có nhu cầu mua sắm những bộ mic không dây của PS Audio giá vừa tiền này, hoặc là giá tầm trung này, hoặc giá tầm cao, thì hãy liên hệ cho em nhé. Hay gọi cho em Luân qua các số máy trên tấm biển. Em Luân có địa chỉ tại Trụ Thượng, Đồng Nạc, Chí Linh, Hải Dương. Các bác có thể đến tận nhà mua sắm, hoặc em có thể gửi hàng đến tận nhà cho toàn thể các bác. Và xin phép gửi lời chào các bác. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo. Các bác hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.